Bữa nay mình sẽ đi vào con đường nông thôn nè. Đường này ha. Vô đường nông thôn này nè. Con đường này thì lần đầu em chạy vô đây nè. Lần đầu chạy vô đây nên không biết đi tới đâu. Mấy ông đi câu cá nè. Con đường quá trời tuyệt vời luôn. Con đường hết chê. Đó nhà xưa, nhà cổ. Đó nhà xưa. Nhà đẹp quá ha, dán gạch nè. Ngày xưa có tiền dữ lắm mới mua nổi căn nhà, cất nhà nổi căn nhà vậy. Xin chào cô chú và anh chị đến với kênh Khám Phá Vùng Quê. Hiện tại em có mặt tại đường tỉnh lộ 82B. Con đường rất là khang trang, rất là đẹp. Ở đây trạm sạc của VinFast đã về tới đây rồi nè. Ở đây thì hiện tại ở thành phố Gò Công và Gò Công Tây thì những cái trạm sạc như thế này đã phủ sóng rất là nhiều rồi. Ở đây lắp đặt rất là nhiều trạm sạc để cho bà con ở vùng quê ai cũng mua xe điện tới đây để sạc. Đây là trạm sạc ha. Trạm sạc này cũng rất là lớn, có đầy đủ những cái tiện ích rồi. Đường này thì đường tỉnh lộ 872B, con đường mở rộng rất là đẹp, giống như con đường qua kiểu mẫu của huyện Gò Công Tây. Con đường rất là đẹp chưa, buổi trưa hoa nở hai bên đường. Cái hướng này thì đi xuống phà Tân Long qua huyện Tân Phú Đông. Ở đây thuộc xã Yên Luôn của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Bữa nay mình sẽ đi vào con đường nông thôn nè. Đường này ha. Vô đường nông thôn này nè. Đường kênh Sổ Phèn, ấp Bình Cách, xã Yên Luôn. Ở bên ngoài thì con đường cũng rất là đẹp. Mình đi chạy vào đây, em thấy con đường ở trong đây cũng không kém con đường bên ngoài, nên chạy vào vùng quê này tham quan. Bây giờ cái vùng Gò Công Tây á, con đường nào nhà nước cũng mở khang trang rất là đẹp, và hai bên trồng hoa như thế này, khuyến khích bà con trồng hoa, trồng cây trái để cho đường xá nó đẹp á. Đẹp chưa? Chạy vô quay đường nè, hai bên trồng bông hoa nè, bữa trưa nó nở đẹp. Thầy ơi, con đường này thì lần đầu em chạy vô đây nè, lần đầu chạy vô đây nên không biết đi tới đâu, nhưng mà thấy đường đẹp rồi nên mình chạy vào mình tham quan. Đây nhà người dân còn khó khăn quá ha. Bông hoa hai bên đường người ta trồng đẹp ghê luôn. Ở đây là cái cơ sở nuôi gà hay gì ạ? Bên đây là mấy kênh, đây là đường đi, đường này thì cũng nhỏ thôi, không có bự. Có con đường nhỏ nhỏ nè, vô trong xóm rồi nè. Đường trong đây ai trồng bông hoa đẹp quá ha, nhà nước trồng á. Mấy ông đi câu cá nè. Con đường quá trời tuyệt vời luôn. Con đường hết chê. Nhà cửa ở đây nè.
Từ đó em mới lọt vô con đường này, người ta trồng bông hoa nhiều đấy cỡ này. Đúng đường hoa kiểu mẫu luôn á. Đẹp chưa, chạy vô đây thử coi, em xe hơi đồ vô nè. Trong đây có khách sạn nè, hồ bơi giải trí rồi. Vô đây tới đường cùng, khu vui chơi giải trí, hồ bơi nữa, resort, trung tâm tiệc cưới luôn. Ở trong đây có những cái trung tâm tiệc cưới, hồ bơi đồ đầy đủ ha. Này là gì, nhà vườn của mấy anh trên thành phố. Trời ơi, mà anh đi rải giấy đi cho vài cho thuê rồi, đi rải giấy cùng đường, rải giấy đi cho vài. Trụ sở văn hóa Bình Cách ha. Rẽ đường đường đây đi. Ở đây đất còn bỏ trống quá trời nè. Ở đây xây nhà vườn nghỉ dưỡng ở thoải mái ha. Mát mẻ nữa.
Đường này đi đâu? Chạy vô đây thử. Chạy vô đường này. Vùng sâu vùng xa của Gò Công rồi, hướng này để coi chạy tới đâu. Này chạy đi đâu? Ngã ba này. Ở đây thử này. Ở đâu cũng có nhà cửa ở hết ha. À, nhà cửa này ở vùng nào cũng có người ở hết. Có đất là có người ở à. Trời ơi mấy nhà trong đây nhìn xưa xưa nó cổ cổ nhìn thích tả ghê. Chạy ngay chuồng bò luôn nè. Trong đây mát, mát rượi luôn. Vô đây chắc ngay cùng đường nè. Cùng đường không? Thôi chạy đường bên kia đi. Mình đang nghi quá. Vô chó sủa. Chó sủa nhiều quá là nghi cùng đường rồi. Tại vì cùng đường lâu lâu có người chạy vô chổng chó nó mới sủa. Còn như bình thường người chạy thường xuyên chó nó ít sủa lắm. Ở trong đây buồn. Thấy bà luôn. Ở trong đây ở trong đây là chắc xỉu luôn á. Ở sao nổi. Quẹo qua đây đi tiếp. Đường cổng văn hóa 1-2 Tập Bình Cách. Trời ơi đi đâu đây? Đường này đưa tôi đến đâu? Trời ơi mày chú già rồi, hai ông vậy luôn rồi. Đường hả ta? Đi vô đường cùng hả em? Trời ơi. Hả? Anh đi ra, anh đi dạo vô đây chơi mà đi vô đường cùng. Ở đây quay đầu được không? Quay đầu ở đây đi. Anh cảm ơn nha. Vô mấy đường trong này dễ cùng quá. Tưởng thông ra ngoài được. Chạy đường này cái thông được không?
Nhà này có ai ở không? Thấy đóng cửa vậy? Giống không có người ở nữa. Ôi đường đường quá trời luôn nè. Đường quanh co đẹp quá ha. Đó nhà xưa, nhà cổ. Đó nhà xưa. Nhà đẹp quá ha, dán gạch nè. Ngày xưa có tiền dữ lắm mới mua nổi căn nhà, cất nhà nổi căn nhà vậy. Rồi tới nữa rồi đó. Giờ đi đâu đây? Trời ơi, nãy giờ chạy vô đường cùng đường gì đâu không? Không biết đường chạy luôn. Đây còn đường ra nữa không? Hết rồi. Ôi, vô đây nhà vườn ở trong đây mát quá. Ở trong đây là khỏi ai kiếm mình luôn, vô đây trốn nợ là khỏi kiếm luôn á. Chạy ra. Ở trong đây có bạn bè sao không biết đường, ta biết đường ta tìm vô tới nhà cửa nè. Đây ta trồng rau muống. Dịch vụ du lịch Trần Lâm, đây có chỗ cho thuê du lịch nữa nè, đây bán đất nè để chính chủ luôn. Khu này mua đất ở ngon lành mát nè. Cái ruộng chỗ này khó quá ha.
Nhà vườn quá đẹp. Rẽ ra đây. Trời ơi, sáng 2 đại ca nhậu rồi, ngồi ngay góc luôn. Rồi thì tới đây em sẽ kết thúc cái video tại chỗ này nha. Hẹn cô chú và anh chị mình gặp lại những cái video tiếp theo nha.